Mặc dù nói tùy sanh nhưng không có sự tùy sanh vì chân như của thiện hiện không khác Phật. Chân như của Như Lai không có quá khứ, không có tương lai, không có hiện tại. Chân như của tất cả Pháp cũng không có quá khứ, không có tương lai, không có hiện tại. Chân như của thiện hiện cũng như vậy, nên nói thiện hiện sanh ra từ Đức Như Lai. Chân như của thiện hiện theo chân như của Như Lai, chân như của Như Lai theo chân như quá khứ, chân như của quá khứ theo chân như của Như Lai, chân như của Như Lai theo chân như vị Lai, chân như của vị Lai theo chân như của Như Lai, chân như của Như Lai theo chân như hiện tại, chân như của hiện tại theo chân như của Như Lai, chân như của Như Lai theo chân như ba đời, chân như của ba đời theo chân như của Như Lai, chân như ba đời, chân như của Như Lai không hai không khác, chân như của tất cả Pháp và chân như của thiện hiện cũng không hai không khác. Nên nói thiện hiện sanh ra từ Đức Như Lai, chân như của tất cả hạnh đại Bồ Tát, tức là chân như của quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật. Các đại Bồ Tát do chân như nên chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nên gọi là Như Lai ứng chánh đẳng giác. Đối với chân như các Pháp này ta sanh lòng tin hiểu sâu xa, nên nói thiện hiện được sanh ra từ Đức Như Lai. Đang nói về tướng chân như này, thì nơi tam thiên đại thiên thế giới biến động sáu cách, y như lúc Phật chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề không khác, nên nói thiện hiện được sanh ra từ Đức Như Lai. Nhưng thiên tử nên biết thiện hiện ta không do sắc mà theo Như Lai sanh, không do thọ tưởng hành thức mà theo Như Lai sanh, không do quả dự lưu mà theo Như Lai sanh, không do quả nhất lai bất hoàn A-la-hán mà theo Như Lai sanh, không do độc giác Bồ Đề mà theo Như Lai sanh, không do quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật mà theo Như Lai sanh, chỉ do chân như nên theo Như Lai sanh. Thiên tử nên biết, nhưng thiện hiện ta không theo sắc sanh, không theo thọ tưởng hành thức sanh, không theo quả dự lưu sanh, không theo quả nhất lai bất hoàn A-la-hán sanh, không theo độc giác Bồ Đề sanh, không theo quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của chư Phật sanh, chỉ theo chân như sanh, nên thiện hiện ta theo Như Lai sanh. Khi ấy Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chân như này thật sâu